bạn sẽ tới với kênh Như Ý Channel. Thì hôm nay á, mình á sẽ hai người á Biêu với mình á sẽ quay á về á gia đình Biêu mới mua một cái này nè. Nè, đây nè. Đây. Đẹp lắm luôn á các bạn. Biêu đang có. Biêu giới thiệu đi. Đây là cái gì vậy? Đây là số 1 nè mấy bạn. Đây là bộ đồ chơi xếp số và trái cây. Đây là con vật. Và đây là còn quà. Đây là gia đình. Gia đình. Gia đình gồm có ai nè? Ông và bà. Và mẹ và ba. Và anh và chị. Bây giờ ý làm cho các bạn xem đi. Đầu tiên là số 1. Số. Không phải. Đầu tiên là số 0. Xong rồi tiếp theo là số 1. Tiếp theo là số 22. 22 gì? 22. Gì đây? Thu cao cổ. Số 3 đâu? Bé ý kiếm số 3 cho mẹ đi. Yeah. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ ủng hộ kênh của mình nha. Bây giờ mẹ đố với ý đi kiếm cho mẹ số 9 đi nào. Hả? Số 9. Đơn giản thôi. Bạn có thấy số 9 không? Đúng chưa? Chính xác. Rồi bây gắn vô số 9 đi nè. Ủa mà mình phải xếp theo thứ tự chứ. Nhưng mà bây giờ là câu đố thì mình phải gắn đại luôn. Thôi phải giờ mình xếp tiếp theo đi. Số 4 là tới số mấy? Số 5. Và tiếp theo là số 6. Số 6. Rồi tiếp theo là số 7. Đâu rồi ta? À đây nè. Số 7. Số 7. Và số 8. Yeah. Và số 9. Và tiếp theo là cái gì đây? Cái nào ta? À cái này. Cái đó gọi là gì? Không biết. Đó là dấu cộng nha. Dấu cộng. Đây là các bé nè, các bé đọc đi. Đây là dấu cộng. Dấu cộng là mình để như vậy. Còn này. Đây là dấu trừ. Dấu trừ. Dấu trừ. Này, dấu trừ này màu gì? Màu cam. Orange. Orange. Tiếp theo là dấu bằng. Dấu bằng. Rồi. Tiếp theo là rau, ôi lộn, trái cây với rau củ. Đầu tiên là quả táo, apple. Quá giỏi. Quả cam, orange. Quả dưa hấu, watermelon. 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 Tiếp theo banana. Banana là trái gì? Trái chuối. Đúng rồi. Banana là màu. Đây đây là trái gì? Nho. Rap. Mận. Beer. Quả lê. Người quả dâu tên là gì? Strawberry. Quả dầu strawberry. Tiếp theo cà rốt. Đúng rồi. Tiếp theo kiwi. Hay quá, bé giỏi quá. Và cuối cùng là quả bắp có một ký quả bắp. Corn. Yeah. Rồi. Tiếp theo là con vật. Con vật nha. Đầu tiên là đầu tiên chúng ta sẽ xếp con gì màu xanh dương nè. Yeah. Ô không, không có cỡ nó mất tiêu rồi. Mình xếp con voi trước đi. Con voi. Elephant. Này su cao con cỡ tay nè. Con ngựa. Cow. Horse là con gì ạ? Ao. Đó. Cú mèo. Ao cú mèo. Hô con cỡ. Hô vô cổ. Giraffe.
sư tử lion. Không phải, đừng đọc sư tử lion. Con gà khúc. Đây con gì bé ý là biết nè. Gấu trúc banh nè. Đúng. Con này vịt màu vàng. Đợt. Đợt. Ếch. Rộp. Rộp. Con khỉ là gì? Con khỉ là gì? Không biết. Monkey. Monkey. Rabbit. Rabbit. Mình có thấy cái là con hổ. Dễ thương quá à. Con hổ nè. Nào. Yeah. Con hổ đọc tiếng Anh là gì? Rabbit. Rabbit. Rồi, bây giờ bé gắn vô nha. Ủa mẹ ơi, con hổ nó ăn cái gì vậy? Con hổ ăn gì? Bạn có biết không? Mẹ ơi, mẹ nói đi. Bé biết không? Không. Con hổ nó ăn cái này nè. Ui, nó ăn cà rốt. Nhâm. Ăn. Rồi bây giờ bé gắn. Có con hổ nó ăn dâu. Ờ, con hổ mà ăn dâu. Tiếp theo. Ăn dâu. Con khỉ ăn banana. Đúng rồi. Con khỉ ăn gì? Banana. Banana là trái gì? Đâu có con hổ phải ăn cái quá là ăn nem nem nhừ. Giờ bé gắn hình gia đình ơi. Con biết cánh hình gia đình đâu. Bill, tới Bill gắn đi. Bây giờ Bill gắn cho các bạn xem đi. Nè, cái bảng đẹp chưa? Mấy bạn ngồi đẹp ghê luôn á. Mấy bạn ơi, mấy bạn biết không? Con mấy mẹ ơi, con ếch ăn gì vậy? Con ếch thức ăn nó ở dưới hồ là những cái con cá nhỏ hoặc là con tôm nhỏ, phải không? Một bảng chưa đủ màu luôn. Con ếch nó không ăn trái cây được thì tới con vịt nó ăn gì mà? Con vịt hả? Con vịt nó cũng đi xuống hồ nó tìm đồ ăn. Còn con này gấu panda nó ăn cái khác. Gấu trúc ăn lá cây. Còn con gà. Gà thì ăn lúa. Nó ăn cái khác. Còn con này nó ăn đồ vật. Con này thì nó ăn cỏ. Con này thì nó ăn gì? Ăn thịt người. Con nào ăn thịt người? Con này ăn gì vậy mẹ? Con ngựa hả? Ăn gì vậy mẹ? Ăn cỏ. Ăn cỏ. Con voi thì nó có biết ăn mía nữa nè. Ăn mía thì ăn gì vậy? Cây mía. Mẹ ơi, con nó có biết ăn này không? Biết luôn, ăn táo luôn. Mẹ ơi, nó biết ăn cam không? Nhâm. Ăn đi, con ý ăn dưa hấu nè. Mấy bạn ơi. Bạn ơi, đẹp không? Bây giờ ý đã giới thiệu xong rồi. Bây giờ bye bye mấy bạn nha. Chào tạm biệt các bạn. Đã hẹn gặp lại mấy bạn sau. Bye bye. Bye bye.